người dân thành phố Hồ Chí Minh chịu cảnh sống chen chúc trong khu mà lạ. Dân ở đây thì so với chỗ khác là khổ hơn nhiều. Ở đây thì giống như một cái gọi là một cái khu ổ chuột vậy, rất là dơ dãi, bạc nham. Ở đây thì bây giờ cái đường hẻm nó nhỏ xíu à. Sáng cô trên cái nồi nước lèo đó cô phải đi nghiêng người, chứ đi thẳng cũng đâu được. Nhà mình quá nhỏ, ngủ ở dưới một người trên một người thì được. Bề dài này 4 mét, bề ngang này mét mấy hay sao á. Vậy chỉ là đi bằng đêm mà thôi, chứ bằng ngày là không có đi á. Nhỏ quá, hôi lắm. Cái này con lấy bữa nay nó sụp mấy lần, ta gia cố rồi nè, đá tường nó nứt. Chiên cá nóng ngoài này, nhỏ mỡ nó văng, nó dơ. Hàng trăm căn nhà siêu nhỏ, lụp sụp với nhiều thế hệ chung sống, những con hẻm được tận dụng để làm nơi nấu ăn, rửa chén. Là những gì đang diễn ra tại khu Mả Lạng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khu Mả Lạng hay còn gọi là tứ giác Nguyễn Cư Trinh, trước đây là nghĩa địa, sau đó được thành phố di rời, từ đó nhiều người đến sống và trở thành khu dân cư ở trung tâm. Hơn 7.200 người dân trong khu Mả Lạng phải sống treo khi nơi này được quy hoạch làm trung tâm thương mại, cao ốc. Có nhiều người mong muốn mà nhiều người thì người ta cũng không chịu, tại vì người ta ở đây từ nào giờ người ta quen ở chỗ ở thì công việc làm đã thuận tiện hơn, chứ mà đi chỗ khác công việc làm nó như thế nào. Bà ở từ lúc nhỏ, từ lúc bà mới sanh tới giờ mới đúng ra cô ở đây đồng ý nhà vậy, nhưng mà cuộc sống cũng dễ sống, mình là cái bằng dân lao động dễ sống. Không phải nói gì, cô ở tầng dưới cô còn nấu nướng được, mà đã đưa cô lên trên cao nữa sao cô bán. Cô xuống dưới cô cũng phải mướn chỗ này kia nọ khổ. Ở cái quận nhất này là sướng nhất, không ngoài ra ở đâu mà sướng bằng cái quận nhất này. Và trong cái hẻm này là chị em anh em người ta hòa đồng, nhà nước kêu đi là mình cũng phải mừng, là vì nhà mình quá nhỏ, muốn đi sớm càng tốt. Tức là làm một lần một đi, đặng cho người dân người ta biết, đặng người ta ta mượn tiền một lần ta xây lên, con cái nó ở yên nơi yên chỗ. Cứ lâu lâu cái nghe vậy, lâu cái nghe nộp giấy tờ rồi lên hết xong rồi không được cái gì trả, lỡ có người dân người ta đau khổ trong nhà nước có sắp xếp sao. Mới đây, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch đấu thầu, tìm nhà đầu tư mới để chỉnh trang khu Mả Lạng.